sẽ cùng gặp gỡ một thần tượng. Đó là chàng đông cha đẹp trai đến từ nhóm nhạc Super Junior. Wow! Xin chào đông cha, mẫu người con gái bạn thích sẽ như thế nào? Để nghĩ xem. Mỗi một người hâm mộ của tôi đều là sự lựa chọn của tôi, nhưng mà... Nè, các cô gái đã làm xong bài tập về nhà chưa hả? Ôi mẹ ơi, đông cha đẹp trai đang nói chuyện hả? Cái gì? Đông cha đẹp trai hả? Các con thiệt là... Hồi lúc trước em cũng vậy thôi mà, em cũng đã từng trải qua rồi. Em còn nhớ khoảng thời gian khi có mấy chương trình của các ca sĩ nước ngoài nổi tiếng hay không vậy? Em cũng khóc lóc rồi la hét mà, đúng không? Ủa vậy? Thì chỉ là... Nhưng dù sao, Elvis của em đẹp trai nên xứng đáng được yêu mến mà. Nhưng mà tại sao Elvis của em lại chết trẻ như vậy chứ? Dạ, phần biểu diễn tiếp theo là của nhóm nhạc nữ After Round Wonder Lady Shockey của chúng ta. Em đã nghe thấy rồi chứ? Vì một vài lý do nên tôi đã bị cuốn hút bởi những cô gái đeo kính. Cái gì? Mắt kính hả? Dạ. Anh đông cha của tụi con rất thích những cô gái đeo mắt kính đó mẹ. Cái gì? Anh đông cha của các con sao? Dạ. Mẹ không thể nào tin được, chỉ vì một ca sĩ nói như vậy mà các con lại muốn đeo kính hết hay sao? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi. Mau đứng lại đó. Còn chạy nữa sao? Chị ơi, chị không sao chứ? Không phải vì em sợ mẹ đánh đòn đâu, nhưng em nghĩ là chúng ta không thể nào đeo kính được. Chúng ta nên bỏ cuộc đi. Không đời nào đâu. Chị xin thề trên những vết sưng này của chị nhất định là sẽ có được mắt kính. Hả? Chadu à, bạn muốn đeo mắt kính thiệt sao? Đúng vậy. Ê, nhưng tại sao vậy Chadu? Vì hiện giờ mắt của bạn vẫn rất tốt mà. Mình biết chứ, nhưng đó là lý do khiến mình phiền muộn. Chadu à, đừng phiền muộn về chuyện đó nữa. Bởi vì hiện tại bạn đang có thị lực rất tốt, cho nên không hiểu rằng đeo kính bất tiện như thế nào đâu. Hả? Cho mình thí dụ đi. Thật sự là có rất nhiều điều bất tiện. Điều đầu tiên là khi bạn ăn cái gì đó nóng như mì chẳng hạn, hay khi vào mùa đông, hoặc là bạn đến phòng tắm hơi, vì nhiệt độ thay đổi rất lớn nên kính của bạn sẽ bị bám xương. Rồi khi đi bơi, bạn cần phải có một loại kính bơi đặc biệt để có thể nhìn thấy. Và chẳng may khi bạn vô tình làm bể kính khi đang chơi đùa, thì ba mẹ bạn sẽ nổi điên lên vì phải mua cho bạn cặp kính mới. À, nhưng điều tồi tệ nhất chính là... Điều tồi tệ nhất? Khi bạn tháo kính ra. Hả? Đây, đây là ai vậy? Gia đình và bạn bè sẽ không ai có thể nhận ra được bạn là ai. Mình nhớ có một lần gia đình mình đi vào một cái khách sạn rất nóng vào mùa xuân. Không thấy gì hết, không thấy gì hết. Mọi người trong gia đình của mình tháo kính ra và... Thoải mái quá. Nhưng mà Sunmi nhà mình đã đi đâu mất tiêu rồi. Sunmi à, Sunmi à. Dạ mẹ. Con ở đâu vậy Sunmi? Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Đó, vậy bây giờ các bạn có còn muốn đeo kính không? Nhưng mà dù sao không phải cũng còn có những mặt tích cực nữa sao? Nhìn bạn rất thông minh khi đeo kính, có đúng không? Đúng vậy, những người thông minh mà mình được biết, tất cả ai cũng đeo kính hết. Thí dụ như ai? Là chú bán gà vịt.
Danji à, bạn hãy thử nghĩ kỹ đi, không còn gì nữa hay sao? Ờ, để mình nghĩ. Tụi mình cần phải bảo vệ đôi mắt khỏi bụi khi trời có gió. Thật vậy hả? Nếu mà như vậy thì đúng là tuyệt vời. Hay lắm, mình nhất định sẽ đeo kính. Đầu tiên, xem tivi thật nhiều và thật gần, tưởng là điều gì khó chứ. Điều này thật là quá dễ dàng. Sao? Tác dụng phụ, nếu như làm điều này bạn có thể trở nên ngu ngốc. Và bạn còn có thể nhận được một vết sưng ở trên đầu. Nhận một vết sưng ở trên đầu là sao? À, như vậy mắt của mình sẽ tệ hơn và mình sẽ trở nên ngu ngốc. Tại sao cô lại làm như vậy? Đúng là có vết sưng ở trên đầu thiệt nè. Vì vậy phải xem cách kế tiếp thôi. Cách thứ hai đó là phải đọc sách và đọc thật là nhiều. Nếu như đọc những cuốn sách mà bạn ghét thì sẽ rất là có hiệu quả. Thì ra là vậy hả? Đọc sách cả ngày và đêm, bất cứ khi nào bạn có thời gian. Nếu cứ như vậy sau 10 ngày thì mình sẽ được đeo kính. Cuối cùng cũng được 10 ngày rồi. Cái gì vậy? Mắt của mình vẫn không bị làm sao hết. Mình đã làm đúng theo chỉ dẫn mà. Như vậy là mình đã bị lừa rồi sao? Hả? Con về nhà rồi sao? Dạ thưa mẹ, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ đi chơi rất là nhiều đó. Hả? Thôi được rồi, con làm sao cũng được. Đi nè mẹ ơi. Đây là cái gì vậy? Là bài kiểm tra hôm nay của con cần mẹ ký tên vô. Ôi trời. Cha đùa. Ôi trời ơi, mẹ không thể tin được là chuyện này có thể xảy ra. Con nói đi, con thích cái gì? Bất cứ thứ gì mẹ cũng sẽ mua cho con. Ôi con ngán cưng của mẹ. Shadow à, nếu như tầm nhìn của con còn tốt thì không nên đeo kính đâu, có hiểu không? Mẹ ơi, chuyện đó con hiểu mà. Và rồi cuối cùng, với một điều nói dối nhỏ và kỹ năng hành động, đương nhiên là bạn sẽ có thể được quyền đeo kính. 5 B kính giải chữ B. Mẹ của con bị làm sao vậy? Mắt của con rất là tệ rồi, vì vậy bắt buộc phải đeo kính. Con bé chỉ mới 10 tuổi nhưng đã bị viễn thị rất là nặng rồi. Vậy? Ôi trời, sao có thể như vậy được? Hả? Trời ơi, cho Shadow, bạn đã được đeo kính rồi hả? Bạn đã hoàn toàn giống một người khác. Nhìn bạn thật thông minh và rất là trí thức luôn. Nhưng dù thế nào thì bạn cũng rất tiền. Nhưng mà mình nghe nói là thời gian đầu khi đeo kính sẽ rất khó khăn. Shadow à, bạn thật sự vẫn ổn chứ? Không ổn một chút nào, mình cảm thấy giống như bị say sóng vậy đó. Có lẽ là mình không nên giả vờ mắt mình bị tệ khi làm bài kiểm tra thị lực của mắt. Shadow à. Nè, cho Shadow làm gì vậy hả? Đến lượt của bạn rồi kìa. Thì mình bạn nghĩ làm có được không? Shadow à. Ôi trời ơi, mình thấy chóng mặt quá đi. Chạy như vậy thật là khó quá. Nhưng mà không sao, nó sẽ giúp cho mình có một bước tiến gần hơn tới việc trở thành hình mẫu của Đông Chi đẹp trai. Tới nước này mà con còn ăn được hả? Cả gan ghê, dám nói dối với tất cả mọi người như vậy hay sao? Con
xin lỗi mẹ mà. Hãy bỏ qua cho Chadu đi mà. Em làm kiểu tóc như vậy cũng chỉ là vì hâm mộ Elvis mà thôi. Hả? Thì ra là như vậy sao? Anh đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi. Em biết là anh thích em để tóc thẳng biết chừng nào, nhưng em lại làm như vậy. Đây là kiểu tóc rẻ tiền nhất và lâu bền nhất đó, anh có hiểu không? Ê... À, anh đồng trai đẹp trai đang lên tivi kìa. Tôi nghe nói là anh đã thay đổi suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng rồi phải không? À đúng vậy, hình mẫu lý tưởng mà tôi thích là một cô gái thật sự thông minh và khôn ngoan. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hãy tập trung ăn cơm đi. Ờ gì vậy? Lại nữa sao? Hả? Sao kỳ quá vậy? Mình ăn quá trời quá đất luôn mà không có tăng được lạng nào hết. Ê, con có biết là con may mắn lắm hay không? Tránh ra. Mấy đứa à, cũng trễ quá rồi, chúng ta mau đi thôi. Ồ, quản lý ơi, hình như cái cân này nó bị hư rồi thì phải. Mẹ ơi, hình như cái cân đó bị hư là tại mẹ đó. Cái con bé này nó bậy bạ gì vậy? Cơn sốt nhảy của mẹ. Mấy người đó thật sự là quá đáng mà. Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa mà. Đôi giày này được thiết kế để hỗ trợ cho những người có trọng lượng đặc biệt. Ôi trời ơi, chắc cô đã làm việc vất vả nên trọng lượng mới tăng như vậy. Nè, cái ông chú này thiệt tình. Mình quyết định sẽ bắt đầu giảm cân từ hôm nay. Một khi đã quyết tâm, mình có thể làm được tất cả. Mẹ ơi, mẹ có chắc ăn như vậy là đủ rồi không? Cho đến khi đạt được mục tiêu, mỗi bữa mẹ chỉ ăn một trái dưa leo thôi, không thịt, không đồ mặn, từ bây giờ mẹ sẽ ăn chay. Vậy hả? Anh nghe nói là voi cũng ăn chay đó nha. Dạ. Và Bachiosaurus, loài khủng long lớn nhất thế giới, cũng là động vật ăn cỏ đó mẹ. Yeah. Sao hai người có thể nói như vậy được hả? Chadu, Mimi, Barbie, mấy đứa nghe bà nói đây nè. Bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ giảm cân và ăn chay. Cho nên bữa tối hôm nay chúng ta sẽ đặt gà rán nha, vì sẽ đỡ được một miệng ăn. Trời ơi, tại sao có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Xin hỏi là ai vậy? Sao? Dạ, phải, tôi là Nan Hian đây. Kim Bok Sun sao? Kim Bok Sun? Kim Bok Sun? Kim Bok Sun nào ta? Kim Bok Sun của Cối Xay à? Cậu về rồi hả? Nan Hian à? Bok Sun à? Gặp cậu mình vui quá. Hai đứa mình không gặp nhau bao lâu rồi ta? Sao cậu lại không thay đổi chút nào hết vậy? Cậu nói gì vậy? So với trước đây cậu trở nên xinh đẹp hơn đó. Mẹ và cô đang nói về ai vậy? Ai không thay đổi vậy đã trở nên xinh đẹp hơn? Con nít con non nó nhiều quá. Đây chính là phép lịch sự tối thiểu nhất, hiểu chưa? Ôi trời, dễ thương quá à. Ít nhất thì đứa thứ hai và đứa thứ ba cũng giống y hệt như cậu vậy. Cô nói vậy là có ý gì ạ? À? Cho con, hãy mua cho các em cái gì đó ngon ngon vào nha. Cô ơi, cô xấu quá à. Nan Hian à, mình muốn nói một chuyện. Cậu đi cẩn thận nha. Chào cậu, nhớ là ngày mai phải gặp nhau đó. Hả? Mẹ nhảy aerobic hả? Wow, mẹ con ngầu quá đi. Cô Bok Sun đã nói rằng
khoái giảm cân nhờ nhảy aerobic đó. Cho nên nếu mẹ muốn giảm cân thành công thì mẹ cũng phải tham gia lớp nhảy aerobic. Li Na Niang. Bắt đầu. Victory. Victory. V-I-C-T-O-R-Y. Hey. Mà đúng không? Ngày mai là hội thao rồi cho nên nhớ về nhà tập nha. Ô Sinh à, cậu có thể làm được mà. Mình tin chắc luôn á. Nani An à. Thưa mẹ con mới. Con về rồi hả? Mẹ phải đến lớp aerobic liền đây. Nhớ chăm sóc các em đó. Trời đất ơi, mới ngày đầu mà trễ rồi. Dạ, mẹ đi cẩn thận. Ủa nhưng mẹ không có ở nhà thì mình tự do rồi. Một hai. Chờ đi Nanhian, cậu sẽ sớm được một bài học nhớ đời vì năm đó đã sỉ nhục tôi. Rồi, hôm nay mọi người làm tốt lắm. Mọi người biết thứ bảy này chúng ta sẽ biểu diễn ở trung tâm văn hóa đúng không? Hãy tập luyện thiệt chăm chỉ nha. Cố lên. Bốc Sun à, mình nghĩ thứ bảy này. Nanhian à, cậu sẽ làm được mà. Mình tin chắc chắn là vậy. Cảm ơn cậu. Mình lại được tự do rồi. Trado nè, bộ bạn có chuyện gì hả? Mình thấy hình như bạn tròn ra đó nha. Có thật không? Dạo gần đây mình luôn phải ở một mình vì mẹ mình rất là bận, cho nên mình không thể điều khiển được bản thân. Trado à, con về rồi à. Ủa ba ơi, sao giờ này mà ba vẫn còn ở nhà vậy? Ba mất việc rồi. Cho nên mấy ngày nay đêm nào ba cũng uống rượu tới sáng có đúng không? Chán quá cha đù à. Ba ơi, con nhớ tiếng cằn nhằn của mẹ quá. Và bây giờ chúng ta sẽ có tiết mục biểu diễn đặc biệt của lớp nhảy aerobic bóng xuân. Là mẹ kìa. Mẹ ơi, cố lên. Rồi, mọi người chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Wow, nhìn mẹ y như là vũ công. Ha, mẹ của chúng ta là tuyệt nhất luôn. Hả? Ba ơi. Sao con? Con thấy hình như mẹ thật sự rất vui đó ba. Đúng là vậy. Đưa lên, đưa lên, đưa lên. Không ngờ cậu ấy cũng khá chứ. Nhìn mẹ con tuyệt vời chưa kìa. Đúng đó ba. Thời gian qua, ngày ngày phải chăm sóc chúng ta, chắc là mẹ bị stress nhiều lắm. Chỉ có lúc như vậy mới được giải tỏa thôi. Đúng rồi, cho nên từ bây giờ ba đứa các con phải đối xử tốt với mẹ hơn nữa biết chưa. Ba, con nói chúng ta là con với ba thôi đó. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy kết thúc bằng điệu nhảy cuối cùng nào. Khoan đã, điệu nhảy cuối cùng sao? Không lẽ là điệu đó?
được đây. Trước giờ mình chưa từng làm thử mà. Nanyang à, cố lên. Trời ơi. Mình phải làm gì đây? Mẹ ơi, mẹ nhất định sẽ làm được mà. Mẹ cố lên. Cố lên bà xã. Ông xã ơi, mấy đứa ơi. Mẹ là giỏi nhất. Cố lên, cố lên. Mẹ có thể làm được. Mẹ của con sẽ làm được mà. Cố lên. Chị. Sao lại có thể như vậy được chứ? Những gì cậu ta đáng được nhận là sự chế cười và chế nhạo. Còn những lời tán dương cổ vũ đó phải để dành cho mình mới đúng. Là cho mình. Mình không thể thua kém như vậy được. Soạt chân chính là chủ khí bí mật của ta. Thưa mẹ, con mới đi học. Ủa? Ủa? Mẹ kìa. Mẹ ơi, mẹ không tới lớp nhảy nữa hả mẹ? Không đi nữa. Buổi biểu diễn cũng đã xong rồi. Và cô Bốc Sương cũng đã bị thương, cho nên thời gian này mẹ không cần đến lớp. Thật hả mẹ? Wow, tuyệt vời quá đi. Cái con bé này, con thích mẹ ở nhà tới như vậy hay sao? Dạ tất nhiên rồi. Mẹ ơi. Ủa, con làm cái gì vậy hả? Mau vô cất cặp đi rồi ra đây phụ mẹ phơi đồ. Dạ con biết rồi. Trường nó đâu? Có thiếu gì thì Mimi sẽ cho em mượn. Wow, đây thật sự là một sự trùng hợp kỳ diệu. Mimi chính là em gái của em đó. Thật hay quá. Như vậy là anh đã hỏi đúng người rồi. Em trai của anh rất hay kể về Mimi. Nói là em thường cho nó mượn đồ dùng học tập. Có gì đâu. Đó là việc mà bạn ở cùng bạn phải làm thôi. Chắc có lẽ là anh phải đi rồi. Khi nào rảnh mời em tới nhà anh chơi. Chị ơi, anh ấy chỉ mời em thôi nên không biết mấy chị có thể đi được không. Em nói vậy là sao chứ? Anh ấy nói khi cả hai chúng ta đều ở đó kia mà. Chị của em nói đúng đó. Em phải nghe lời chị ấy chứ. Cha đâu à? Tụi mình tìm bạn nãy giờ. Bạn đã hẹn học xong sẽ tới nhà mình đó. Tới nhà của bạn hả? Tụi mình đã hẹn làm bài tập nhóm rồi mà không nhớ hả? Đúng rồi, mình quên mất tiêu. Nhưng mà ngày hôm nay tụi mình có việc phải làm nên không rảnh rồi dên sức. Cái gì vậy trời? Rõ ràng họ đã hứa tới làm bài tập chung rồi. Không biết là họ định làm cái gì nữa đi. Chắc chắn là họ định đi đến nhà anh chàng đẹp trai ngày hôm qua rồi. Cái gì chứ? Nè, hôm nay các bạn đã nhận được quà Pepero chưa? Mẹ mình đã tặng cho mình nguyên một hộp luôn đó. Mình dám chắc là bạn không nhận được từ tay của mẹ bạn đâu. Ngày lễ gì mà chán muốn chết à? Chỉ có mấy đứa con nít mới quan tâm mà thôi. Minh Chi à, xin chào bạn. Nè Chadu à, cái đó là bạn cũng đem theo Pepero tới lớp nữa sao? Hả, cái gì chứ? À, ý của bạn là cái này hả? Đây chỉ là một món quà nhỏ mình cần chuẩn bị để tặng cho người nào đó mình biết ơn thôi à. Tặng cho người nào đó mà bạn biết ơn? Mình cũng có chuẩn bị một phần rồi nè. Mình hy vọng người đó sẽ không hiểu lầm. Mình định tặng cái này cho người đó sau giờ học. Sẽ tặng sau giờ học. Nè các bạn, có biết là ai nhận được tất cả Pepero mà Chadu, Minchi và những bạn nữ khác chuẩn bị không? Chính là cái anh chàng học cấp 2 đẹp trai đó. Bạn nói gì chứ? Anh trai của bạn mình học chung lớp với anh ta. Nói rằng anh ta ở trong đội bóng rổ á. Anh ta có tiếng là đẹp trai và rất là khỏe mạnh. Nói tóm lại anh ta chính là chàng trai nổi tiếng nhất trường. Sao mình thấy khuôn mặt đó không hề đẹp trai một chút nào. Anh ta cũng không có đủ chiều cao để làm một cầu thủ bóng rổ đâu. Nhìn kìa, đó không phải anh ta hay sao? Hey.
thật sự đã trở thành người lớn. À, xin lỗi mấy em, có thể ném giùm trái banh lại cho anh được hay không hả? Dạ được. Cảm ơn nha. Mà nè, không biết các em có thích ăn đồ ngọt không hả? Anh thì không thích đồ ngọt lắm. Các em học trường tiểu học đúng không? Vậy chắc thích ăn đồ ngọt lắm. Học sinh tiểu học nhưng không phải là một đứa con nít đâu nha. Anh nhận được món quà từ một cô bé dễ thương. Hình như tên cô bé là Chadu thì phải. Mình không thể chịu đựng được nữa. Mình sẽ chứng minh cho anh ta thấy là mình tốt hơn anh ta nhiều. Cứ chờ mà coi, mình sẽ tuyệt vời hơn anh ta rất nhiều luôn. Dạ thưa huấn luyện viên, bài tập nào có thể giúp cho em cao lớn hơn? Em học trường tiểu học đúng không? Nhìn em cao hơn các bạn cùng trang lứa đó. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, xin hãy giúp em cao hơn nữa đi. Tất nhiên rồi, có rất nhiều môn thể thao có thể giúp cho em cao lên. Thí dụ như chạy vượt chướng ngại vật nè. Trong môn này thì em có thể chạy nhảy cùng lúc, hoặc có thể tập kéo cơ giãn gân thường xuyên. Thầy đang nói về kiểu kéo cơ giãn gân nào vậy? Nè Sơn Huynh, bạn đăng ký thành viên ở đây hồi nào vậy? Mình mới đăng ký hôm nay, sao hả? Hãy lo chuyện của bạn đi. Thì ra hai em là bạn sau. Vậy thì tốt quá rồi. Bất cứ môn thể thao nào nếu cùng luyện tập với bạn bè thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Mình đã mượn mấy cái này từ đội trưởng của đội điền kinh của trường mình đó nha. Thật vậy hả? Mình cũng đã mượn được một vài thứ từ ba của mình và đem chúng tới đây đó. Bài tập thông thường không thể nào đối phó với đối thủ mạnh được. Nếu như có thể thắng con ngựa này thì chúng ta mới có thể đánh bại được anh ta. Làm lại. Ngày mai ở sân trường sẽ tiếp tục tập luyện. Mình nhất định sẽ không bỏ một ngày nào. Nhất định mình cũng như vậy. Mình đã cao lên được 5mm. Hôm nay mình mới đo xong nè. Mình cao hơn 6mm nha. Sao đưa ạ? Minh Chi. Cuối tuần này hai bạn có muốn đi xem phim cùng với tụi mình không? Mình có vé xem phim miễn phí đó. Xem phim hả? Thật xin lỗi nha, tụi mình đã có kế hoạch khác rồi. Cũng được thôi, tụi mình sẽ đi. Bữa đó mình sẽ mua bắp rang ăn. Mình thấy hay nhất là nên làm theo ý của họ, vì mình nghĩ chắc là có chuyện gì đó xảy ra với họ rồi. Bạn có chắc chắn là nó thực sự có hiệu quả không vậy? Mình nghe nói là cần phải mất mấy ngày lận đó nha. Bạn định khi nào sẽ thử đây? Mình sẽ thử ngay tối nay luôn. Còn bạn? Trước khi đến đây gặp bạn thì mình đã thử nó trước rồi. Như vậy thì tốt rồi. Mấy ngày sau chúng ta sẽ so sánh kết quả. Cô chào tất cả các em. Mọi người có mặt đủ chưa? Chỉ có Jun Sắc và Sơn Hun vẫn chưa có mặt thưa cô. Jun Sắc và Sơn Hun đều vắng mặt hay sao? Lạ thật nha. Trước giờ hai em đó chưa từng vắng mặt. Chúng ta phải làm gì đây thưa hiệu trưởng? Tôi đã gọi đến nhà các em ấy và họ nói chúng đã đến trường từ sáng sớm rồi. Sẽ ra sao nếu xảy ra chuyện gì với các em ấy? Các bạn ở đâu? Sơn Hun à, Dương Sơn à?
ra vậy? Không thể nào như vậy. Sáng nay tôi đến phòng cậu Sơn Hôn nhưng không thấy cậu ấy, nên tôi nghĩ cậu ấy đã tự đi đến trường rồi. Cả Sơn Hôn và Dân Sức sáng hôm nay đều không có tới trường. Bác có thể nghĩ ra điều gì khác lạ hay không bác? Nhắc tới tôi mới nhớ, mấy ngày trước tôi có chở cậu ấy đến công viên. Cậu ấy và cậu Dân Sức đã trao đổi chuyện gì đó bí mật. Cái này là gì vậy ta? Cái này thật lạ. Nhưng mà bác ơi, chúng ta đang đi đâu vậy hả? Nếu cậu ấy đã sử dụng hết chai này thì chỉ còn một nơi cậu ấy có thể đi tới mà thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta cứ ngồi ở đây đợi thôi. Đợi đến khi trời tối, lúc đó chúng ta sẽ ra ngoài. Cậu Sơn Hôn. Đừng có nhanh mà. Đừng chạy vào đó, cậu chủ ở trong đó rất nguy hiểm. Các bạn à. Em cũng vậy thôi mà, em cũng đã từng trải qua rồi. Em còn nhớ khoảng thời gian khi có mấy chương trình của các ca sĩ nước ngoài nổi tiếng hay không vậy? Em cũng khóc lóc rồi la hét mà đúng không? Vậy? Thì chỉ là... Nhưng dù sao, Elvis của em đẹp trai nên xứng đáng được yêu mến mà. Nhưng mà tại sao Elvis của em lại chết trẻ như vậy chứ? Và phần biểu diễn tiếp theo là của nhóm nhạc nữ After Round Wonder Lady Shockey của chúng ta. Đã nghe thấy rồi chứ. Vì một vài lý do nên tôi đã bị cuốn hút bởi những cô gái đeo kính. Cái gì? Mắt kính hả? Dạ. Anh Đông Cha của tụi con rất thích những cô gái đeo mắt kính đó mẹ. Cái gì? Anh Đông Cha của các con sao? Dạ. Mẹ không thể nào tin được. Chỉ vì một ca sĩ nói như vậy mà các con lại muốn đeo kính hết hay sao? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi.
chị không sao chứ. Không phải vì em sợ mẹ đánh đòn đâu, nhưng em nghĩ là chúng ta không thể nào đeo kính được. Chúng ta nên bỏ cuộc đi. Không đời nào đâu. Chị xin thề trên những vết sưng này của chị nhất định là sẽ có được mắt kính. Hả? Jadu à, bạn muốn đeo mắt kính thiệt sao? Đúng vậy. Ê, nhưng tại sao vậy Jadu? Vì hiện giờ mắt của bạn vẫn rất tốt mà. Mình biết chứ, nhưng đó là lý do khiến mình phiền muộn. Jadu à, đừng phiền muộn về chuyện đó nữa. Bởi vì hiện tại bạn đang có thị lực rất tốt, cho nên không hiểu rằng đeo kính bất tiện như thế nào đâu. Hả? Cho mình thí dụ đi. Thật sự là có rất nhiều điều bất tiện. Điều đầu tiên là khi bạn ăn cái gì đó nóng như mì chẳng hạn, hay khi vào mùa đông, hoặc là bạn đến phòng tắm hơi, vì nhiệt độ thay đổi rất lớn nên kính của bạn sẽ bị bám xương. Rồi khi đi bơi, bạn cần phải có một loại kính bơi đặc biệt để có thể nhìn thấy. Và chẳng may khi bạn vô tình làm bể kính khi đang chơi đùa, thì ba mẹ bạn sẽ nổi điên lên vì phải mua cho bạn cặp kính mới. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là... Điều tồi tệ nhất? Khi bạn tháo kính ra. Hả? Đây là ai vậy? Gia đình và bạn bè sẽ không ai có thể nhận ra được bạn là ai. Mình nhớ có một lần gia đình mình đi vào một cái khách sạn rất nóng vào mùa xuân. Không thấy gì hết, không thấy gì hết. Mọi người trong gia đình của mình tháo kính ra và... Thoải mái quá. Nhưng mà Sunmi nhà mình đã đi đâu mất tiêu rồi. Sunmi à, Sunmi à. Dạ mẹ. Con ở đâu vậy? Sunmi. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Đó, vậy bây giờ các bạn có còn muốn đeo kính không? Nhưng mà dù sao không phải cũng còn có những mặt tích cực nữa sao? Nhìn bạn rất thông minh khi đeo kính, có đúng không? Đúng vậy, những người thông minh mà mình được biết, tất cả ai cũng đeo kính hết. Thí dụ như ai? Là chú bán gà vịt. Danji à, bạn hãy thử nghĩ kỹ đi, không còn gì nữa hay sao? Để mình nghĩ. Tụi mình cần phải bảo vệ đôi mắt khỏi bụi khi trời có gió. Thật vậy hả? Nếu mà như vậy thì đúng là tuyệt vời. Hay lắm, mình nhất định sẽ đeo kính. Đầu tiên, xem tivi thật nhiều và thật gần. Tưởng là điều gì khó chứ. Điều này thật là quá dễ dàng. Sao? Tác dụng phụ, nếu như làm điều này bạn có thể trở nên ngu ngốc. Và bạn còn có thể nhận được một vết sưng ở trên đầu. Nhận một vết sưng ở trên đầu là sao? Ăn như vậy mắt của mình sẽ tệ hơn và mình sẽ trở nên ngu ngốc. Tại sao cô lại làm như vậy? Đúng là có vết sưng ở trên đầu thiệt nè. Vì vậy phải xem cách kế tiếp thôi. Cách thứ hai đó là phải đọc sách và đọc thật là nhiều. Nếu như đọc những cuốn sách mà bạn ghét thì sẽ rất là có hiệu quả. Thì ra là vậy hả? Đọc sách cả ngày và đêm, bất cứ khi nào bạn có thời gian. Nếu cứ như vậy sau 10 ngày thì mình sẽ được đeo kính. Cuối cùng cũng được 10 ngày rồi. Cái gì vậy? Mắt của mình vẫn không bị làm sao hết. Mình đã làm đúng theo chỉ dẫn mà. Như vậy là mình đã bị lừa rồi sao? Hả? Con về nhà rồi sao? Dạ thưa mẹ, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ đi chơi rất là nhiều đó. Hả? Thôi được rồi, con làm sao cũng được. Đi nè mẹ ơi. Đây là cái gì vậy? Là bài kiểm tra hôm nay của con cần mẹ ký tên vô. Ôi trời.
nói đi con thích cái gì, bất cứ thứ gì mẹ cũng sẽ mua cho con. Ôi con gái cưng của mẹ. Shadow à, nếu như tầm nhìn của con còn tốt thì không nên đeo kính đâu, có hiểu không? Mẹ ơi, chuyện đó con hiểu mà. Và rồi cuối cùng, với một điều nói dối nhỏ và kỹ năng hành động, đương nhiên là bạn sẽ có thể được quyền đeo kính. 5 B Vậy chữ B. Mẹ của con bị làm sao vậy? Mắt của con rất là tệ rồi, vì vậy bắt buộc phải đeo kính. Con bé chỉ mới 10 tuổi nhưng đã bị diễn thị rất là nặng rồi. Chị, ôi trời, sao có thể như vậy được? Hả? Trời ơi, cho Shadow, bạn đã được đeo kính rồi hả? Bạn đã hoàn toàn giống một người khác. Nhìn bạn thật thông minh và rất là trí thức luôn. Nhưng dù thế nào thì bạn cũng rất tiếc. Nhưng mà mình nghe nói là thời gian đầu khi đeo kính sẽ rất khó khăn. Shadow à, bạn thật sự vẫn ổn chứ? Không ổn một chút nào. Mình cảm thấy giống như bị say sóng vậy đó. Có lẽ là mình không nên giả vờ mắt mình bị tệ khi làm bài kiểm tra thị lực của mắt. Shadow à. Nè, cho Shadow làm gì vậy hả? Đến lượt của bạn rồi kìa. Ủa? Thì mình... Bạn nghĩ làm có được không? Shadow à. Trời ơi, mình thấy chóng mặt quá đi. Chạy như vậy thật là khó quá. Nhưng mà không sao, nó sẽ giúp cho mình có một bước tiến gần hơn tới việc trở thành hình mẫu của Đông Chi đẹp trai. Tới nước này mà con còn ăn được hả? Cả gan ghê, dám nói dối với tất cả mọi người như vậy hay sao? Con xin lỗi mẹ mà. Hãy bỏ qua cho Shadow đi mà. Em làm kiểu tóc như vậy cũng chỉ là vì hâm mộ Elvis mà thôi. Hả? Thì ra là như vậy sao? Anh đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi. Em biết là anh thích em để tóc thẳng biết chừng nào, nhưng em lại làm như vậy. Đây là kiểu tóc rẻ tiền nhất và lâu bền nhất đó, anh có hiểu không? Anh đồng trai đẹp trai đang lên tivi kìa. Tôi nghe nói là anh đã thay đổi suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng rồi phải không? À đúng vậy, hình mẫu lý tưởng mà tôi thích là một cô gái thật sự thông minh và khôn ngoan. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hãy tập trung ăn cơm đi. Ờ gì vậy? Lại nữa sao? Để cô xem. Yun Seok nè, Don Don nè, Min Chi, và còn có Shadow nữa. Đừng mà. Được rồi, những bạn cô vừa đọc tên vui lòng mang một trong những cây ở đây về nhà và chăm sóc suốt kỳ nghỉ. Chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ nha. Kỳ nghỉ hè. Tại sao lại là mình chứ? Thiệt là phiền phức. Chà, cây mình nhận được là thảo mộc. Nghe nói cái này có thể ăn được đúng không? Cũng hay là cái cây của mình nhỏ xíu à. Minchi à, sao bạn có thể nói như vậy trước mặt của mình chứ? Bây giờ mình phải làm gì với nó đây? Mà cũng không biết ai lại mang cái cây bự như vậy tới lớp nữa. Cái cây đó là do mình mang lên. Nó được gọi là hoa màng màng. Để có thể chăm sóc được nó thì phải rất tỉ mỉ và tinh tế. Shadow à, làm khó bạn rồi. Anh thôi à, bạn nói câu đó có nghĩa là gì hả? Thỉnh thoảng mình sẽ ghé qua để kiểm tra xem cây còn sống tốt hay không đó nha. Được rồi, chào bạn, chúc bạn nghỉ hè vui vẻ. Các bạn cũng nghĩ là mình không tỉ mỉ và tinh tế hả? Tại sao lại không trả lời mình? Nghỉ hè vui vẻ nha, tạm biệt. Tụi trường gặp lại nha.
Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi. Mình nhất định phải chơi hết mình mới được. Nghỉ hè mà không có gì để làm thiệt là chán. Hả? Alo, Shadow nghe. À, Shadow hả? Anh Huy nè, mình gọi để kiểm tra cây hoa màng màng của mình thôi mà. Nè, hôm nay là ngày đầu tiên mình mới mang cái cây về thôi nên nó còn tốt lắm. Cúp máy đây. Bạn ấy khiến cho mình khó chịu quá đi vậy. Mùi gì đâu mà kỳ cục. Phong cảnh ở đây rất. Jenna, tôi muốn ngồi dưới tên cầu lý. Mẹ ơi, làm sao để chăm sóc cho một cây hoa? Một cái cây phải nhận được nhiều ánh nắng mặt trời và phải chịu đựng mưa gió thì mới có thể phát triển. Thì không hả mẹ? Vậy con nên mang cái cây này ra ngoài để hả? Con cứ làm như vậy đi, thiên nhiên sẽ giúp cho hoa nở và cây cối tự do phát triển thôi hà. À, thì ra là như vậy. Mình sẽ để cho nó được tự do phát triển. Không được đi chơi cái gì hết á. Trời ơi à, nóng quá đi, nóng quá. Alo, Shadow nghe. Shadow hả? Anh Huy nè. Cây hoa màng màng của mình sao? Trời ơi, nóng quá, cúp đây. Trời, nóng quá à. Thôi chết rồi, lấy cây hoa màng màng. Làm sao đây? Mẹ ơi, mẹ nhìn nè. Mẹ kêu con đặt nó ở ngoài trời để cho nó héo queo luôn rồi. Trời, không lấy một giọt mưa thì tất nhiên là nó phải héo rồi. Nhưng mà mẹ đã nói là thiên nhiên sẽ chăm sóc cho nó kia mà. Con đừng có ở đó mà hỏi mẹ nữa, mà hãy đi hỏi thiên nhiên đó con à. Mình đúng là bất cẩn quá đi. Không thể để cho nó chết như vậy được. Bạn không đủ tỉ mỉ và tinh tế để chăm sóc cho cây hoa này đâu. Thôi cô, bạn Shadow đã làm chết cây hoa màng màng của em rồi. Thật sao? Con bé đã làm như vậy à? Đúng là thiếu tinh tế. Không đâu, chuyện đó không thể xảy ra được. Hoa màng màng nè, làm ơn đừng có chết trên tay của tao. Nhà Shadow xin nghe đây. Ai ở đầu dây vậy? Mình đây. Cây hoa màng màng của mình sao rồi? Dạ xin chào, đây là nhà của Shadow. Là mình anh Huy đây. Dạ xin chào, đây là nhà của Shadow. Tôi biết bạn đang có một cây hoa màng màng. Giờ nó sao rồi? Nói cho mình nghe đi. Anh Huy hả? Đủ rồi đó. Cái gì? Sao bạn biết được chứ? Hay lắm, chơi Shadow. Đây là cách bạn muốn chơi đúng không? Mình không còn lựa chọn nào khác. Ngày nào cũng tưới nước mà sao vẫn không cải thiện gì hết. Cái cây này đúng là làm mình bực bội ghê. Tao tưới nước cho mày nên mày phải sống đó. Ủa? Xin hỏi là ai vậy? Tôi tới để thu tiền sữa. Nhưng mà hôm nay ba mẹ của con đi vắng rồi chú ơi. Chú có thể quay lại. Chào bạn, bạn khỏe không cho cha đưa? Bạn là người đi giao sữa hả? Trời, đừng có nói nhảm như vậy chứ. Mình nhờ chú ấy giúp, vì nếu không bạn đâu có chịu mở cửa cho mình đâu. Vậy bạn tới đây để làm gì vậy?
Tất nhiên mình tới để kiểm tra cây hoa màng màng của mình rồi, chứ làm cái gì nữa. Mình về nhà chút xíu à, không được đâu. Thật ra ý của mình là ba mẹ của mình dặn là nếu đang ở nhà một mình thì không được để cho người lạ vào nhà, nhất là người giao sữa đó. Mình không phải là người giao sữa. Sao tự nhiên đổ mưa vậy chứ? Mình lại không có mang theo dù. Thôi nha, mình phải lấy đồ phơi cho mẹ của mình đây. Tạm biệt. Nè, chơi cho đâu. Lần này thoát nạn rồi. Nó sống lại rồi kìa. Quang ô, Quang ô, vui quá. Sao trong suốt kỳ nghỉ mà mua chỉ có một lần thôi vậy? Trời nóng quá à. Đang mệt mà còn phải đi tưới cây nữa. Nè, Mimi à, em với Barbie có thể đi tưới cây giúp cho chị có được không? Em cũng nóng chứ bộ. Em có thể tưởng tượng như là mình đang chơi nghịch nước vậy đó, Mimi. Hả? À, đúng rồi ha. Chúng ta có thể chơi mà đúng không? Đúng đó, mau ra sân đi. Trò này vui quá chừng luôn. Chỉ có chị xuống nước lớn nhất thế giới. Cho em thử, cho em thử với. Thỉnh thoảng mấy đứa em của mình cũng có ít ghê đó. Bây giờ còn phải tranh thủ làm cho xong đống bài tập về nhà nữa. Chuyện quái quỷ gì vậy nè? Mấy đứa để làm gì vậy hả? Mỗi ngày có tưới nước không vậy? Ngày nào chơi nghịch nước tụi em cũng tưới cho nó hết mà. Em nữa, em cũng vậy đó. Vậy thì tại sao cái cây lại chết khô như vậy chứ? Chị không biết đâu. Tại sao lại như vậy chứ? Bây giờ chị biết phải làm sao với nó đây. Chào mừng các em đã quay trở lại lớp học sau một kỳ nghỉ khá dài. Từ ngày mai sẽ bắt đầu học kỳ 2. Các em phải cố gắng hết mình đó nha. Đúng rồi, còn một chuyện này nữa. Các bạn hãy mang cây lên đây cho cô. Hả? Chuyện này không hay chút nào. Những bạn đã mang cây về trong kỳ nghỉ vừa rồi, có ai đem theo cây hay không? Mình nhất định phải nói sự thật với cô giáo. Dù nó có biến thành trò cười cũng mặc kệ. Tốt nhất là mình nên nói ngay bây giờ. Can đảm lên Chadu à. Phải nhanh nhanh lên mới được. Dạ cô ơi, em muốn nói. Có chuyện gì hả Duyên Sức? Dạ thưa cô, cái cây mẹ mang về đã bị héo và chết rồi. Hả? Có thiệt không vậy? Cô ơi, cây thảo mộc mà em mang về cũng chết luôn rồi. Hả? Em xin lỗi cô. Cô biết mà, đành chịu thôi. Thời tiết năm nay thật sự quá nóng và khô hạn. Chúng ta không thể làm bất cứ gì để can thiệp vào tự nhiên cả. Thôi được rồi, từ ngày mai các em sẽ bắt đầu vất vả rồi đây. Nhưng hôm nay chúng ta đều sẽ được về nhà sớm, chịu không? Đúng là giải thoát mà. Các bạn đúng là bạn tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục nâng tựa vào nhau mãi mãi. Bạn làm cái gì vậy? Shadow, cổ mình đau quá. Nói như vậy là cây hoa màng màng chết rồi có đúng không? Biết ngay là sẽ vậy mà. Tới giờ rồi, cùng chai nước thôi. Barbie à, cây của chị con chết rồi, cho nên bây giờ không cần chơi nước nữa đâu. Không được, không được, con còn muốn chơi nữa mà. Ôi, không hiểu nổi. Mấy đứa nhỏ tưới nước cho cái cây mỗi ngày thì làm sao nó chết được chứ. Cây ơi, hãy uống nhiều nước nha. Barbie à, con tưới cây bằng cái nước đó hả? Con cho nó uống nhiều nước lắm. Ngày nào cũng uống luôn. Cha đù mà biết cái cây chết thảm vậy chắc nó buồn. Trong ngày lễ thiếu nhi năm nay, có thể con sẽ nhận được một món quà tuyệt vời. Mẹ rất có lòng tin ở con, cho nên con nhất định phải tìm ra chúng. Cuối năm ngoái ba con có tiền thưởng, ba đã bỏ vào túi 50.000 won. Đến sinh nhật bà nội, ba con mua một gói quà đang giảm giá là 30.000 won. Như vậy ba còn giữ lại 20.000 won. Nhưng một sáng nọ, ba con lại nói là không còn đồng nào và hỏi mượn 20.000 won. Rồi sau đó không thấy ba con trả lại. Như vậy có ít nhất 50.000 won được giấu ở đâu đó trong căn nhà này rồi.
Hãy tìm nó đi con. Tháng năm buồn bã. Càng gần tới ngày lễ thiếu nhi, mình và em trai, em gái càng thêm bận rộn. Mẹ ơi, lễ thiếu nhi năm nay con muốn có một robot bằng vàng nha. Được không mẹ? Con muốn robot bằng vàng thiệt sao? Hay là để mẹ thay thế món gì đó thiệt ngon có được không con? Ba ơi, lễ thiếu nhi năm nay con muốn có một con robot bằng vàng nha, được không ba? Áo trời ơi, con trai bé bỏng của ba. Mẹ còn giữ tiền đó, đi hỏi mẹ đi nha con. Mẹ ơi, lễ thiếu nhi này mẹ tặng con gì vậy? Lễ thiếu nhi cái gì chứ, con có còn là thiếu nhi nữa đâu. Mệt thiệt. Ba ơi, nói với mẹ đi con. Giờ con muốn một món quà hả? Ba không có tiền, mấy đứa tìm mẹ đi. Một món quà sao? Đã nói là ba không có tiền. Mấy đứa có thôi đi không? Đúng là ba mẹ không hiểu cho cảm giác tụi mình gì hết á. Thôi đừng có trông đợi nữa. Mấy đứa sống trong cái nhà này bao nhiêu năm rồi, phải hiểu rõ điều đó chứ. Không được nhận quà mà chị cũng thấy không sao hả? Bởi vì chị đã có kế hoạch riêng rồi. Kế hoạch riêng? Anh đi làm vui vẻ nha. Cảm ơn em. Trời ơi, cái con bé này làm sao vậy? Nó còn không thèm nói lời tạm biệt với ba nó nữa. Có cái gì vậy ta? Đây chính là... Con biết ba giấu tiền riêng ở đâu đó nha. Chị ơi, có được không vậy? Chị đã nói với ba rồi, cho nên mấy đứa không cần phải lo nữa. Cứ từ từ mà chờ. Oh yeah, quang hô cha đô. Chị có thể chắc chắn với mấy đứa là sẽ nhận được quà vào lễ thiếu nhi. Oh yeah. Thôi không phải vậy chứ. Quang hô cha đô. Nhưng mà mấy đứa phải nhớ là không được nói bất cứ điều gì với mẹ, có biết chưa? Tụi con sẽ không nói với mẹ là ba đã giấu tiền ở dưới tủ quần áo đâu. Nhưng đổi lại, ba phải mua ba món quà cho ba chị em con. Riêng quà của con thì phải đặc biệt hơn nha ba. Cái con bé này nó dám ra điều kiện với mình. Mau đưa tiền đây. Không được. Không được rồi, mình phải mang nó đi giấu chỗ khác thôi. Gì kỳ vậy? Gói tiền mình giấu ở đây đâu mất tiêu rồi, sao không thấy nữa? Cha Đu ơi, tiền của ba mất hết rồi. Ba cũng không biết ai đã lấy nó, nhưng giờ ba không còn tiền mua quà cho mấy đứa nữa. Ba muốn đấu tới cùng sao? Ba không thể nói như vậy đâu. Con biết tiền đã được giấu ở đằng sau ngăn kéo. Tại sao con bé lại phát hiện ra được chuyện này chứ? Được rồi, lấy ra đổ chỗ thôi. Tại sao lại không có chứ? Cũng không có luôn, không có, bị mất rồi. Mình đã cố gắng hết sức để có thể giữ được tiền, vậy mà nỡ lòng nào? Ba ơi, ba có tìm thấy không? Ba không thấy, mất hết trơn rồi. Tất cả số tiền ba giấu đều đã biến mất rồi, lục tung khắp nơi cũng không thấy luôn. Tất cả đều biến mất có nghĩa là sao chứ? Trời cha đu, con nói thiệt đi, con nói chuyện này cho mẹ con biết không vậy?
tại sao con phải làm chuyện đó chứ? Nếu như ba không có tiền thì con cũng không có quà luôn mà. Vậy có thể là ai? Ai đã lấy tiền của ba? Là ai mới được chứ? Ba đừng có từ bỏ như vậy. Không phải là ba vẫn còn chỗ giấu tiền khác nữa hay sao? Không, chắc chắn chỗ đó rất an toàn. Bởi vì chỉ có mình ba mới có thể tới chỗ đó thôi. Đúng rồi hả? Con bé này khai mau, làm sao con biết được chỗ đó? Cái đó không phải là trọng điểm. Điều quan trọng là ba hãy mau đi kiểm tra chỗ bí mật cuối cùng đó đi. Ngày mai là lễ thiếu nhi rồi, chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Thì ba biết rồi. Nhưng mà để có thể đến được chỗ đó, ba cần có sự hợp tác của con. Bởi vì chúng ta phải lần theo những con số đánh dấu vị trí. Chúng ở đâu hả ba? Nè, làm gì mà lâu quá vậy? Nhanh nhanh chút đi. Chị mà hối nữa là nó không có ra đâu. Sao thằng bé lại mắc chứng táo bón vào lúc này chứ? Ba lấy được rồi. Anh ba xã đi đâu về vậy? Em đi chợ thôi. Sao nhìn anh sợ vậy? Không, không có gì. Chà đưa à, ba ra ngoài đi dạo chút xíu nha. Dạ, ba đi đi. Sao hai cha con nhìn hào hứng quá vậy? Chiều dọc là 20 và chiều ngang là 47 bước chân. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Anh nghe chỗ này. Nó mất rồi. Tất cả đều biến mất rồi. Có thể là ai chứ? Là ai vậy hả? Ôi trời ơi, cả nhà cùng ăn cơm thôi. Sao vậy? Hôm nay là ngày lễ thiếu nhi mà, mẹ nấu rất là nhiều món ăn ngon đó. Đúng đó, chúng ta cùng ăn thôi. Ngày lễ thiếu nhi năm nay thiệt là chán quá đi. Hả? Cả nhà ăn từ từ đi nha. Mẹ đi ra cửa hàng một chút rồi mẹ sẽ về liền. Tại sao trong ví của mẹ lại có nhiều tiền như vậy? Và thằng bé thì ăn uống một cách vui vẻ, mặc dù không được món quà nào hết. Có khi nào là... Như vậy có ít nhất 50.000 won được giấu ở đâu đó trong căn nhà này rồi. Hãy tìm chúng đi. Hãy đưa cái này cho ba. Mà lâu quá vậy, nhanh nhanh chút đi. Chị mà hối nữa là nó không có ra đâu. Barbie của mẹ, ngày lễ thiếu nhi năm nay là ngày lễ thiếu nhi cực kỳ đặc biệt của hai mẹ con mình mà đúng không? Đây là món quà mẹ đã hứa tặng cho con. Mẹ thật là tuyệt vời, từ giờ con chỉ nghe lời của một mình mẹ mà thôi. Ôi trời, con trai yêu quý của mẹ, con đúng là đứa bé tuyệt vời nhất. Ha ha ha.
Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Tới đó bà hỏi. Này này, thầy ơi, vậy thầy bói đã nói cái gì vậy hả? Ôi trời ơi, chị biết không? Bà ấy nói là nếu tôi đi về hướng Tây thì sẽ gặp nhiều may mắn. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ nên dọn đi. Không những là bà thầy bói đó nói hay quá trời luôn. Trời, thầy bói sao? Đúng là như vậy á. Tôi cũng công nhận là bà ấy đúng là giỏi ghê gớm. Bà ấy nói đúng, con tôi xếp hạng mấy ở trường luôn. Đúng đó, nhưng mà không chỉ có như vậy thôi đâu. Tôi đã nghe nói là bà ấy có thể thấy được ở quá khứ. Vì vậy tôi đã trả nhiều tiền hơn để xem cho tôi đó. Thấy được quá khứ. Giấc mơ trở thành Trung Hy Anh của cha đô. Dạ đây ạ. À, được rồi, hãy mà ngồi xuống đi. Cứ thoải mái, đừng có hồi hộp nha. Bạn có chắc chắn không đó cha đu? Dĩ nhiên là chắc rồi. Coi bói chắc là thú vị lắm đây. Bây giờ con hãy nhắm mắt lại đi. Khi ta đếm tới 10, con sẽ nhìn thấy thứ gì đó. Nào hãy nhắm mắt lại đi. Thiên linh linh, dơ linh linh. Thiên linh linh, dơ linh linh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiểu thương à, xin con hãy mau xuống đi. Con đã trễ giờ học rồi đó. Thì anh đang à, có thích trái hồng vàng không? Dạ. Ồ, cứ như vậy cô ta sẽ không bao giờ kiếm được chồng đâu. Nè, nói năm nay gia đình của Chun Hy Hằng đã không nhận được lời cầu hôn nào. Không nhận được là quá đúng rồi. Chàng trai nào mà có thể thích Chun Hy Hằng được chứ? Cô ấy xinh đẹp quá. Mà cô gái trẻ xinh đẹp đó là ai vậy hả? À, là cái bà Chun Hy Hằng xấu xí hung dữ đó mà. Đừng có nói bậy, ngươi đúng thiệt là. Tại sao ngươi lại dám nói vậy về một người con gái đoan trang và xinh đẹp như vậy chứ? Người nào khùng điên dữ lắm mới nghĩ là bà Chun Hy Hằng đoan trang và xinh đẹp. Đứng lại mau. Cậu ấy nói đúng lắm. Trời ơi, đẹp quá. Tìm thay giám, ngươi có biết cô gái trẻ xinh đẹp đó là con gái của gia đình nào không vậy hả? Thần thật sự xin lỗi thù hoàng tử, nhưng thần nghĩ đó chính là một người đàn ông đang mặc váy đầm. Ngươi dám nói như vậy hả? Ngươi dám đùa giỡn về cách nhìn về nữ nhân của ta sao? Hãy nghe đây, ngươi hãy mau đi lại đó và tìm hiểu mọi thứ về cô ấy. Cô ấy tên là gì? Vậy là con gái nhà ai? Chàng đã yêu cầu đưa cái này tới cho ta sao? Dạ, đúng như vậy đó. Đó là thư của sơn hôn con trai quan tể tướng của triều đình. Chúng ta sẽ làm gì đây? Thiên ta nè, nhưng mà ta còn chưa sẵn sàng để kết hôn sao? Thật ra thì ta vẫn chưa rành chữ Hán nữa. Hả? Thiên đường trái đất màu đen màu vàng. Không hiểu tại sao nàng Chun Hy Hằng lại không chịu trả lời. Ngươi có chắc chắn nàng Chun Hy Hằng đến trường này để học chữ không vậy? Tôi dám chắc như vậy đó. Kìa, Chun Hy Hằng ở đằng kia kìa. Dạ thưa thầy, nếu như có thể, thầy cho em bắn thử có được không vậy? Không lẽ đó chính là chàng trai rất nổi tiếng, công tử đẹp trai sân hôn? Sân hôn, em đến đây làm gì vậy hả? Dạ chào thầy, thầy vẫn khỏe mạnh chứ? Cha em nói là em hãy đến đây để chào hỏi thầy, nên em mới đến đây đó thưa thầy. Không ngờ giờ em đã lớn như vậy rồi. Hãy cho ta xem em bắn cũng như thế nào đi. Ta xin phép, ta muốn nhờ nàng một việc. Nàng có thể lấy giùm ta cái mũi tên kế tiếp có được không? Được thôi, chuyện đó có khó gì đâu. Hơn nữa tư cách của chàng rất lịch sự. Và vì chàng bắn rất giỏi nên ta đề nghị một mũi tên dài hơn. Đây, chàng cầm lấy đi. Ta xin đa tạ nàng.
chia tay bắn cung với ta không sang hôn? Là hoàng tử, thần xin chào hoàng tử. Không biết người tới đây để làm gì vậy? Hôm nay ta có nhã hứng muốn đi tới đây để kiểm tra những gì ta đã học được. Vì vậy ta cũng muốn được tham gia thi bắn cung. Junhyang, nàng có thể lấy mũi tên giùm cho ta được không? Thật không ngờ hoàng tử cũng biết tên của thần nữa. Nàng có lấy giúp ta không? Thần sẵn lòng thi tài với hoàng tử. Ngươi thiệt là vô lễ. Được rồi, giờ tới lượt của ta. Nhưng ta lại thích dùng mũi tên mà Junhyang đã lấy kìa. Đưa đây cho ta. Người không được lấy nó, trả lại đây cho thần. Người dám cãi lại lệnh của hoàng tử hay sao? Thần không thể đưa nó cho người được, dù người là hoàng tử đi chăng nữa. Đưa cho ta. Không được thôi hoàng tử. Là chuyện gì vậy? Mũi tên trật mục tiêu quá xa rồi. Xém nữa là trúng rồi. Nàng ấy thật là đặc biệt. Tiểu thư à, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta đã bị trễ giờ rồi kìa. Tại sao ta phải đi chứ? Ta chắc chắn bữa tiệc sinh nhật của đức vua sẽ có nhiều khách mời tham dự lắm. Nhưng thưa tiểu thư, chính hoàng tử Dương Sắc đã đích thân mời riêng cơ mà. Có ai anh nào? Ôi trời ơi. Xin chào tiểu thư Junhyang, xin mời cô hãy lên kiệu. Chủ của tôi sai tôi tới đây để mời tiểu thư lên đường đó. Xin chào tiểu thư Junhyang, xin cô xem qua cái kiệu này. Kiệu này có thể mở mái phía trên ra, là cái đầu tiên ở Joseon. Vui lòng hãy đem cái kiệu cũ kỹ này đi chỗ khác giùm. Tiểu thư Junhyang sẽ dùng kiệu này để đi đến lâu đài. Nè nè, ông nói cái gì vậy? Tiểu thư Junhyang sẽ tự mình quyết định bước lên cái kiệu nào mà. Vậy tiểu thư sẽ lên kiệu nào? Tiểu thư đã có quyết định chưa? Có rồi, ta đã có quyết định rồi. Xin mời, xin mời. Nàng đã đến rồi. Junhyang cuối cùng thì... Tại sao ngươi lại gọi Junhyang trong khi nàng ấy không có ở đó? Rồi, mời nàng ra Junhyang để ta dìu nàng vào trong. Gì vậy? Xin lỗi nha, ta thích cưỡi ngựa hơn. Dĩ nhiên là được. Junhyang, ta muốn biết cảm giác trong lòng nàng hiện giờ. Giữa ta và Sơn Hun, nàng nhất định phải chọn một người thôi. Nhưng mà thưa hoàng tử, người nói đi, thần phải chọn như thế nào đây? Giữa hai người thật không biết phải chọn ai hết. Đây là một quyết định rất khó khăn đúng không? Nếu vậy, nàng hãy chọn người nào mà trái tim của nàng đang mách bảo đó. Đúng như vậy, ta cũng muốn có câu trả lời rõ ràng, Junhyang à. Nhưng mà hiện giờ ta vẫn chưa thể. Nè hoàng tử Dương Sắc, con đang làm gì ở đây vậy hả? Thì ra là mẫu hậu. Thì ra con chối từ tất cả những cô gái mà ta đã chọn cho con. Chính là gì? Cái cô gái thường dân xấu xí này sao? Thưa mẫu hậu, chuyện này không phải. Cô thật là cả gan. Thân phận thấp hèn của cô không thể nào xứng với hoàng tử được đâu. Hãy nhanh chóng rời khỏi cung ngay lập tức. Người không sao chứ hoàng tử? Người phải nên cẩn thận. Ichime đã đột nhập vào đây rồi. Người mới nói cái gì đó? Ichime. Cẩn thận đó. Hoàng tử hoảng sợ quá. Hãy đưa hoàng tử ra về phòng đi. Hãy nhanh lên. Hmm.
Dù gì đi nữa ta cũng không chấp nhận cô đâu. Nhưng ta sẽ trả công cho cô. Cô muốn gì nói. Dạ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Buồn ngủ quá. Đúng là thường dân thấp hèn. Sunian, ta đã trở về rồi. Ta đã đậu trạng nguyên ở kỳ thi vừa qua nè. Anh công tử Sơn Hương thật là giỏi quá. Sunian à, đã lâu không gặp. Hãy lập tức báo cho Sunian biết ta đang ở đây, mau lên. Nhưng rất tiếc tiểu thư Sunian hiện giờ không có ở nhà. Nàng ấy đã đi đâu rồi? Được rồi, không sao hết. Ta sẽ đợi nàng ấy trở về. Công tử không thể đợi được đâu. Tiểu thư sẽ không trở về nữa. Bởi vì tiểu thư Sunian đã kết hợp với Ichime rồi. Hết giờ rồi cháu gái ơi, hãy mau thức dậy đi. Shadow à, mau thức dậy đi Shadow. Shadow à, bạn ổn chứ, có thấy mình không? Ôi Yandan à, Ichime đâu rồi? Bạn nói cái gì vậy? Nè, con hãy mau thức dậy đi, người khách kế tiếp của ta đang đợi ở bên ngoài đó. Thế nào hả, bạn có thấy quá khứ của bạn hay không? Mình có một cảm giác giống như là mình nằm mơ vậy đó. Mình không chắc nữa. Rồi, cô hãy mau nhắm mắt lại đi. Sau khi ta đếm tới 10, cô sẽ nhìn thấy thứ gì đó ở trong quá khứ. Chỉ cần nhắm mắt là nhìn thấy quá khứ thiệt sao? Đúng vậy. Đúng là hỗn độn. Bà dám đưa tay lên đầu của ta sao?줄 거야.